Chào mừng các bạn đến với kênh mình, mình là Slenderman ngay. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Hiện tại bây giờ mình đang có hai vệ sĩ hai bên vì mình đang là nhà vua. Các bạn thấy ghế khổng lồ chưa? Nhưng mà đây không phải là ghế của mình, đây là ghế của boss admin nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình và 500 anh em sẽ cùng nhau đi săn boss admin ngay chỗ này luôn nha các bạn. Đó là mình sẽ cố gắng săn để lấy được thanh kiếm Zoru Mini. Đó là thanh kiếm của Mỹ Hảo, bạn là mắc diều hâu đó. Mới vào game các bạn đã tặng cho mình trái quỷ rồi các bạn ơi. Đây là trái trắng động đúng không? Mình đã có rồi. What? Thêm một trái Venom nữa. Ủa sao nó nhiều vậy? Sao nó có thể ném ra được hai trái? Chắc là nó random đúng không? What? Sao đâu? Wow, thanh niên này tặng cho mình ba trái ác quỷ VIP luôn các bạn, mà ném ra được luôn. Ghê à? Ê mấy đứa nhìn nè. What? Thêm một trái gọi là Sting nữa các bạn. Wow, trái tơ, trái tơ. Ôi, được luôn, nó ném rồi được luôn kìa. Ủa thanh niên này đại gia, đại gia mới nổi ở trên live. Ủa, ơi, what? Trời, nó tặng mình cả trăm trái ác quỷ luôn các bạn ơi. Trời, quá trời luôn các bạn. Ở đâu ra mà nhiều vậy? Wow, thanh niên này là admin à. Admin hay sao mà cho mình quá trời trái ác quỷ luôn các bạn. Trời ơi, trái kia lô bự vậy trời. Trời, cái này là cả trăm trái quỷ luôn rồi các bạn ơi. Quá đã, mới vô mà có người cho mình là vui lắm rồi các bạn ơi. Đầu tiên là các bạn hãy cùng với mình đi nhặt rương nha các bạn. Ở trong rương nó sẽ có may mắn, thứ nhất là có tiền, thứ hai nếu như các bạn may mắn sẽ rớt ra được cái cúp đó, đó là chén thánh các bạn, thì chúng ta sẽ triệu hồi được boss admin. Và khi đánh boss admin, nếu như các bạn cực kỳ may mắn thì các bạn sẽ có được cái cây Zoru Mini nha các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình gọi là hả, đi tìm thêm coi ở đây có không có rương người ta. Mình nhớ là chỗ này có mà. Đây đây, chỗ rách hảo hán là có hai cái rương ở đây. Các bạn nhớ những vị trí rương để các bạn có thể đi nhặt nha. Chỗ này thêm một cái cúp nữa nè các bạn ơi. Vòng vòng cái map này thì cũng khá là nhiều, lộn, cái rương cứ nhầm. Vòng vòng map này rất là nhiều rương các bạn. Đấy, bây giờ mình sử dụng mấy cái này để mình lướt cho nó nhanh nha. Chứ thật sự bây giờ là ha, đây, vị trí một cái rương. Lưu ý nha, chỗ nào có rương bạc thì sẽ có rương vàng nha các bạn, cho nên các bạn đừng có bỏ lỡ. Đây, không, có rương bạc là sẽ có rương vàng. Đó. Rồi tiếp tục đi thẳng lên đây cho mình. Chỗ này hình như là có hai cái rương ở đây nữa. Đấy, đây, ở trên này một cái rương nè. Rương bạc là chắc chắn có rương vàng. Rương vàng là ngay gốc cây đằng kia. Đằng đây, bên này đó các bạn, từ bên này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thẳng vô trong này. Các bạn biết ở trong này có con boss gì không? Boss gọi là Long Ma. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ vô trong đây để mình gọi là lấy ba cái rương trong này nữa. Bốn cái rương luôn. Cái này là cái rương thứ tư nè. Đó, cái rương bạc nè các bạn. Ở trong đây có rất là nhiều rương nè, các bạn thấy không? Có hai rương vàng nè. Đó. Làm ơn ra cúp giùm tôi đi. Ra cúp được hay không? Không ra rồi các bạn. Tiếp tục nè, ra cúp được hay không? Ra không? Không ra rồi. Ơi, mình nhớ đây có một cái rương kim cương nhưng mà không có rồi các bạn ơi. Rồi chắc là ôi thanh niên kia đi lượm rương cùng với mình luôn các bạn. Cẩn thận nó giành hết rương của mình. Rồi, tiếp theo là cái chỗ bên này. Đố các bạn biết bên này là gọi là con boss gì? Đây là boss Flotillo. Đó. Bây giờ là trong đây có một cái rương nè. Đâu rồi, để mình xem coi. Đây, có một cái rương nè, rương bạc nha. Ra không? Không ra. Vương vàng thì sao? Vẫn không ra các bạn ơi. Đó, nãy giờ mình đã đi sơ qua một vòng rồi và các bạn thấy không? Nhặt rương rất dễ nhưng mà ra rất khó nha các bạn. Rồi bây giờ là có lẽ mình sẽ gọi là hạ phải tìm đến cái thứ hai. Cứu, trời ơi, thanh niên nào Mochi vậy? Trời ơi, mình đang chuẩn bị làm nhiệm vụ thứ hai để mình lấy cái cúp thì đâu ra gặp Mochi các bạn. Ai muốn đánh nhau à? Rồi, được rồi. Ôi lắc quá bạn. Này thì nè, ui nó yếu lắm bạn ơi. Mình mới đấm nó một chiêu thôi mà nó nửa cái máu rồi. Rồi tới đây, trước sau gì mình cũng hốt được nó à. Để mình hốt nó luôn bạn ơi, chứ nó không có nó đánh mình sao chịu nổi. Rồi đây, dính chiêu nè. Quáp, vậy mà đặt đối đánh nhau với anh nè. Cách thứ hai là chúng ta sẽ đi đánh boss bí ẩn nha các bạn. Thì ở đây á, mình người ta kêu mình đến đảo Hera để đi tìm cái con Dendra. Thì lần trước mình cũng đã đi tìm một lần rồi. Nhưng mà nói thiệt với bạn là cách này cực kỳ khó. Tại vì không phải riêng một mình có thể săn được boss bí ẩn, mà có rất là nhiều người có thể săn được. Đó, mình mong là người ta đừng có gọi là đánh. Này, đâu rồi, boss bí ẩn đâu rồi. Để mình xem coi cái con Dendra. Ôi trời ơi, đó là cái khó của cái nhiệm vụ này nè các bạn. Có người đánh được rồi, vậy là mắc rồi đó, mình không còn để đánh nữa. Mình phải đợi thêm 15 phút nữa mới ra nha các bạn. Lượm cái chat này coi có gì không. Không có gì luôn rồi. Hey, bắt đầu khó khăn rồi đó. May quá các bạn ơi, được một thanh niên nhặt được cúp rồi. Mình đỡ phải đi tìm. Trời, đúng là hạ người đẹp trai luôn, gặp may mắn nha. Rồi bây giờ mở đi em ơi. Yes, được rồi, vô anh em. Đấm. Rồi đây là boss admin các bạn ơi. Đấm boss admin thôi. Ê da, cái gì vậy?
Quả đèn pin nó đánh mình một phát một bay ra ngoài luôn các bạn ơi. Ý hình như có đứa không chịu ali mình thì phải. À, con báo đời này nó không chịu ali mình nè. Được rồi, mình sẽ cho nó biết thế nào lễ hội luôn. Đánh nó thành đấu hồng luôn các bạn. Từ núp vô bạn ơi. Đánh boss admin nếu như mà các bạn không được tụi nó ali á thì các bạn làm theo mình, đó là trốn vô cái khung này nè. Tụi nó sẽ không đánh được các bạn đâu nha. Các bạn đứng ở ngoài các bạn tỉa kêu vô cho mình. Cứ đứng ở ngoài các bạn tỉa kêu vô thôi. Đừng có làm gì. Ôi ơi từ. Đó, một đứa bị mình hốt rồi các bạn thấy chưa? Đây thanh niên chạy đâu? Đâu. Chạy đâu? Lụm. À ha. Thanh niên hồi nãy đánh mình các bạn Mochi hồi nãy đó. Bây giờ là có đây. À anh gọi là Human. Anh Human. Hốt anh Human thôi. Hốt anh Human thôi. Ui không được. Các bạn thấy cái chiêu con rồng nó khó chịu ghê không? Bùm, 6k máu, ngon lành. Canh ráng mình hốt được thanh niên nào mình hốt các bạn. Đấy. Cứ bình tĩnh. Các bạn nhớ nha, là khi các bạn đánh á các bạn. Đây, hốt được một thanh niên nữa. Các bạn nhớ là khi các bạn đánh boss á, các bạn nhớ là lấy đam giùm mình, đừng có đánh nhau quá. Nhớ lấy đam xong đánh, lấy đam xong đánh người. Đó, cứ làm vậy liên tục cho mình là lát các bạn sẽ ăn được boss thôi. Chứ các bạn đừng có nhào vô các bạn đánh nhau liên tục. Đây thanh niên này. Thanh niên này chạy đâu hả? Rồi lụm. Rồi bây giờ để xem coi, bỏ đâu rồi. Chiu, wow, đứng ở ngoài xả kêu vô đã thì các bạn ơi. Cứ xả kêu vô là có mạng. Yo! Trời ơi, nó lắc kìa, bạn thấy nó lắc ghê không? Quá là lắc luôn bạn ơi. Đấy, mình có tiêu từ xa cho nên mình cần xả kêu. Đây, Human. Human của anh, né ra hết đi. Trời ơi, không được rồi các bạn ơi, Human nó né được. Human là của anh, không được ăn của anh. No, no. Yes, mình ăn rồi. Yeah. Nãy giờ ăn được mấy mạng rồi mà lát ăn được thêm boss nữa thì quá tuyệt vời luôn các bạn. Đây. Cố lên, con boss nó sắp ngẫm rồi các bạn ơi. Vô, đấy. Chiêu. Vô, có thanh niên sắp ngẫm rồi. Sắp ngẫm chưa? Ui, vậy mà không ngẫm à? Yeah. No, không ra rồi các bạn ơi. Đảo rồ đang có một con boss tên là Diablo các bạn. Rồi được rồi, rồi bây giờ đi thôi. Đảo rồ nha các bạn. Đây nhanh. Tụi nó giành một phát một là mình không thể lấy được đâu. Nhanh lên nào. Cố gắng tìm thêm cúp thôi các bạn ơi. Tôi nói với bạn là thực sự đánh cái con boss admin này mình đánh cũng phải 20 con rồi đó. Nhưng mà không có ra, cho nên là lần này mình quyết tâm là phải săn cho bằng được nha các bạn. Đây, Diablo các bạn ơi, Diablo là con này. Vô đánh đó, các bạn thấy lắc ghê không? Thực sự phải nói là săn boss trong cái tình cảnh lắc như thế này rất là ngán các bạn. Ui da, boss đánh mạnh vậy. Từ để mình xem coi. Đây, một hit nè. Tập trung để thanh niên nó ăn của mình nữa mất công. Mình phải nói chung đề phòng thôi các bạn ơi, lỡ nó lỡ tay thôi chứ không phải gì hết á. Lỡ nó đánh sung quá lỡ tay ăn luôn cái. Buồn lắm. Không nhưng mà mình nó ăn cũng được, nó sẽ mở cúp cho mình cũng không sao. Nhưng mà mình muốn mình ăn cho các bạn coi được mình lấy cúp hiểu không? Đó, mình muốn như vậy thôi. Trời ơi con boss này nó tàn hình nè. Ui nó lướt được à. Này thì cao. No, không ra luôn rồi. Khó vậy ta. Cho em lucky. À cho em may mắn à. À thanh niên này xin may mắn của mình. Ra đây. Anh sẽ cho may mắn. Mình combo nè các bạn. Cho. Này thì xin may mắn à. Xin may mắn nè. Rồi các bạn nhìn đó kìa. Xin may mắn của mình bây giờ là còn có miếng máu à. Sợ quá chạy luôn. 15 phút trôi qua rồi, bây giờ boss bí ẩn đang xuất hiện ở đảo Hera nha các bạn. Con này có tên là Diablo giống hồi nãy luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đảo này, nhanh để tụi nó giành nữa. Ở bên đây á, mình không sợ gọi là hả mấy người bình thường giành mà mình sợ mấy thanh niên ăn gian á. Nó giành nhanh lắm các bạn, mình không đánh được. Đâu rồi Diablo, để mình lại cái chỗ cũ của mình coi, mình coi cái chỗ hồi nãy mình tới nè mà mình không thấy. Chưa kịp tới là nó đã đánh rồi chứ không thấy gì. Đây, để mình nhớ, tại vì mình nhớ là chứ mình săn cái con Diablo bên này. Đúng rồi các bạn, nằm bên này. Chính xác rồi, chuẩn luôn. Rồi bây giờ vô cha. Cái con này hình như là cái nó có thể gọi là biến tàng hình nè. Hồi nãy nó đánh mình các bạn nhớ không? Đúng rồi, chính xác các bạn ơi. Úi trời, bấm vô cái cây nhầm. Bấm cúp nào. Yes. Yeah, mình đã được cái cúp rồi các bạn ơi. Mời các bạn uống nước Coca-Cola cùng với mình nha. Rồi bây giờ mình biến về thôi các bạn ơi. Để kêu mấy anh em chịu hồi, tại vì mình không có haki màu các bạn ơi. Mình kêu mấy anh em chịu hồi giùm mình. Rồi em ơi, anh có rồi nè. Đâu rồi mấy đệ tử mà đâu ta. Úi, để mình random cái đã. Quê thanh niên nào dùng cái trái ác quỷ đây không biết. Để mình gọi là hai ca ở đây. Rồi, random ra cái gì đây? Một lần may mắn nè, đang may mắn các bạn, đang may mắn random ra coi. Quê random ra trái ai. Trái cái băng các bạn ơi. Trái này mình có chưa? Mình có rồi, thôi vứt đi. Không cần nha. Chứ mình nghe nói là hình như cái con này tỷ lệ ra là 0.5% là nó chưa được 1% luôn các bạn. Là cái tỷ lệ ra rất khó. Đó, cho nên là nói chung là ai may mắn thì sẽ ra lúc đầu thôi. Còn nếu không thì đánh 100 con cũng chưa chắc đã ra. Để Ali cái đã đầu đánh mình đau quá.
Cái này mình không thể nào bỏ qua được cái cúp của mình mà. Mình không thể nào mình gọi là chơi, gọi là ẩu được các bạn ơi. Rồi, vô đây. Con boss này mà ra cái đi. À không, là mừng lắm luôn các bạn. Đây, đây, đây. Đây, các bạn cứ đánh, các bạn cứ đứng lui lui ra được, các bạn đừng có bay vô. Đấy, các bạn thấy báo đời nhiều không? Ở đây toàn báo không à. Từ lúc mà mình mua được cái trái báo đến giờ á, là hả, toàn là hả, báo đời xuất hiện không. Vô game toàn mình tưởng mình đang ở sở thú không à. Vô toàn gặp báo không. Đây, nó đây, nó đây, nó đây. Boss nè, 3000 máu. Ây da, đứa nào đánh mình vậy? Đừng mà, đừng đánh anh ngẫm mà mấy em. Chết. Cảm ơn admin đã tặng cho tôi. Yeah, các bạn thấy số 1 không? Các bạn thấy số 1 chưa? Mở ra. Anh có rồi mấy em ơi. Yeah. Phải nói cái cây này nó khó hơn cả cái cây song kiếm luôn nha các bạn. Cái này chỉ có may mắn mới ra được thôi. Wow. Khi mình không cầm cái kiếm nó sẽ gọi cùng hình một cái cây của các bạn thánh giá trên trước ngực đẹp ghê các bạn. Wow, khi mình cầm lên nè. Wow, tuyệt vời. Yeah, ngầu chưa? Ấy anh ngầu chưa mấy em? Bây giờ mình để trước ngực vậy á, cho mọi người biết là mình đã sở hữu được thanh kiếm của Mỹ Hảo rồi các bạn. Mắc dịu hâu đó các bạn. Rồi, bây giờ ra ngoài khoe cho mọi người thấy. Chắc chắn có nhiều đứa chưa có lắm bạn. Chắc là nó thấy mình nó cay lắm. Rồi, để mình xem coi, nãy giờ là random được chưa? Đấy, random cái nữa coi được chưa? Trời, sao kỳ vậy? Không, không, không mà không random ra được. Gì kỳ vậy? Làm lại coi, sao kỳ ta? Ủa, không, không, không mà không random ra được. Ảo ma thật các bạn. Sao kỳ vậy ta? Mình random nãy giờ không, không mà không ra được. Kỳ vậy mấy em? Đâu, đã random luôn. Để thử coi lần nữa coi nó được không nha. Chứ mình nghĩ nó bị lắc lắc sao ấy. Random nào. Vô. Wow. Đúng là random nó bị gọi là hạ không không như vậy mà nó hên các bạn. Hôm nay mình hên, mình vừa ra được cái cây Zoro mini mà các bạn nhìn nè. Mình ra được thêm trái Shadow mà mình còn được fan tặng cho 100 trái ác quỷ nữa. Quá đã luôn các bạn, gì đây, mắc ma của ai đây? Cái này không phải của anh. Rồi để từ từ, đây anh ra được Shadow luôn nè các bạn. Cho em anh hả? Đây anh cho nè, lấy đi. Để mình cho, có nên cho nó không ta? Có nên cho không ta? Đâu rồi, tại vì mình có cái trái Shadow rồi các bạn.